Lâm Canh Tân vác Đàm Tùng Vận ở phim mới quá dễ dàng, vậy mà thuở xưa không bế nổi Triệu Lệ Dĩnh là sao? Phải chăng Lâm Canh Tân khỏe hơn ngày xưa, hay là do Đàm Tùng Vận nhẹ cân hơn Triệu Lệ Dĩnh đây? Mới đây đoàn làm phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám vừa đăng tải video hậu trường đáng yêu hết nấc của cặp đối chính Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận. Đặc biệt phân cảnh nam diễn viên vác Đàm Tùng Vận trên vai một phát ăn ngay khiến nhiều người chú ý hơn hẳn. Cụ thể cặp đôi có một cảnh quay tình cảm, trong đó Lâm Canh Tân phải bê Đàm Tùng Vận bỏ lên vai của mình. Những tưởng nam diễn viên sẽ phải chật vật khi thực hiện phân đoạn này, nhưng anh nhanh chóng nhấc bổng Đàm Tùng Vận rồi bỏ lên vai mà không hề tốn chút sức lực hay vấn đề nào. Điều này khiến nữ chính và mọi người trong ekip sản xuất đều bật cười không ngừng. Tuy sở hữu vóc dáng cao lớn nhưng Lâm Canh Tân lại từng bẽ mặt một phen vì không thể bế nổi đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Sở Kiều Truyện. Nam diễn viên liên tục ngã quỵ xuống đất khi thực hiện phân cảnh bế nữ chính. Để hoàn thành cảnh quay, đoàn làm phim phải sử dụng thêm một chiếc ghế đỡ Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng đây mới là chính hậu trường hết sức mệt mỏi của Lâm Canh Tân. Anh đã ngã quỵ xuống đất vì không thể bế nổi Triệu Lệ Dĩnh. Sau cùng vẫn phải nhờ dụng cụ hỗ trợ. Phải chăng Lâm Canh Tân đã mạnh mẽ hơn nhiều so với cách đây 4 năm hay Đàm Tùng Vận nhỏ bé hơn Triệu Lệ Dĩnh? Trên thực tế, hai mỹ nhân đình đám hoa ngữ chỉ cách nhau 3cm. Hơn nữa vóc dáng cơ thể đều khá mảnh mai. Vì vậy rất có thể Lâm Canh Tân đã rút kinh nghiệm và luyện tập thể thao miệt mài để có được sức khỏe cường tráng như hiện nay. Bên cạnh đó, video hậu trường có tiết lộ tạo hình của Tổng tài Lục Ký Minh Lâm Canh Tân và cô thư ký Ninh Mông Đàm Tùng Vận. Trong đó trang phục chính của hai người vẫn là vest hoặc sơ mi đóng thùng, phong cách thường thấy của dân văn phòng. Đây là phong cách đi làm của thư ký Ninh Mông và Tổng tài Lục Ký Minh. Bộ phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám là bộ phim thuộc thể loại hiện đại, kể về chuyện tình yêu và quá trình thành công của cô gái Ninh Mông. Cô luôn nuôi ước mơ trở thành một nhà đầu tư tài giỏi, nhưng cấp trên Lục Ký Minh lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất để phát triển lĩnh vực này. Vì tự ái, Ninh Mông quyết định từ bỏ vị trí thư ký, tách ra tự tìm con đường riêng của mình. Sau cùng hai người dần dần hiểu nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trên chốn thương trường. Hiện tại Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám chưa có lịch phát sóng chính thức. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.